Sài Gòn trước năm 1975 vốn hỗn độn và hình thành nhiều băng nhóm giang hồ, du đảng. Thôi ấy những đàn anh chọc trời khuấy nước nhắc đến ai cũng run sợ, như Trần Đại, Đại Ca Thay, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái, Ba Thế, Minh Cầu Muối. Còn về giang hồ người Hoa cát cứ ở khu vực Chợ Lớn và một số địa bàn ở hướng Tây thành phố, thì có Tính Mã Nằm, Con Ngựa Điên, Lục Chỉ, Sám Sò, Xây Tỉ, Hải Phùng Kinh, Xú Hùng. Trong số đó, cha và Hương, tên thật là Ngô Văn Hương, sinh năm 1940, một đại ca có số má, hiện là nhân chứng sống phản ánh đầy đủ bản chất của giới giang hồ trong bối cảnh xã hội thời đó. Hương từng kết nghĩa giang hồ với Đại Ca Thay, sống chung với Sơn Đảo, bảo kê cho hàng loạt sòng bạc của Hải Phùng Kinh, Tính Mã Nằm, Năm Thông Lợi, Hai Niệm. Bước sang tuổi Cổ Lai Hy, được Nam Cam mời tham gia tổ chức của hắn, nhưng ông không đồng ý mà dọn về ở ẩn tại một vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng tôi có dịp gặp gỡ lại chú cha và Hương để ghi chép những ký ức về một thời du đảng Sài Gòn. Ông hiện đang sống một cuộc sống ẩn dật tại một vùng ven thành phố Hồ Chí Minh với công việc dạy võ. Dù đã 80 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, ông nhớ tất cả các chi tiết cách đây nửa thế kỷ. Ở video phần 1 tại kênh YouTube của mình, chú cha và Hương đã kể về cuộc sống tuổi thơ với những ngày tháng đánh giày, sau đó ngã rẽ bước lên võ đài. Thời đó khi đấu chỉ có thể một sống hai chết. Các bạn có thể theo dõi lại phần mô tả phía dưới. Sau đây mời các bạn theo dõi phần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Đúng chú không còn manh giáp nữa. Trọng tài kêu chú bỏ cuộc luôn. Mà chú tại cái máu mình. Không hiểu. Mà chú tại cái máu mình. Không hiểu không? Mình thua, mình suy nghĩ thua thì đúng. Mất mặt. Không hiểu không? Bà mới còn con hiệp chót à, bà mới nhảy lên bà nói chú như vậy. Bà nói còn con hiệp này mày đá cho tao coi, tại ở nhà chú đá ghê lắm, tại chú học ông Ustaya mà à, nếu mày đá cho tao coi, còn nếu mà đánh cái gì mày đừng bao giờ về nhà, rồi sao mà đá con, nó quýnh mình là người mình rã rời hết rồi, tay chân con không còn gì, chỉ còn cái một cái trong đầu chú thôi. Bây giờ sau này chú nổi tiếng đó là chú có cái chỗ đó, gọi là cặp chân sáu nhỏ, cặp trỏ của chú đó, chạy cặp, Hương đó. Cặp chân sáu nhỏ, cặp trỏ. Chạy già. Chạy già. À. Dạ. Thì chú nói trong đầu, chỉ còn cái đó thôi. Không còn cái gì, đá không dám đá. Con dở chứ không lên. Mà. Nó quýnh mình rã rời hết mà đá cái gì, dở chứ không lên. Rồi trời xui nó khiến nó vô, nó phá trụ, nó bay cái gối, nó cắm trỏ, chú lật cái trỏ lật. Nó trúng ngay nhân trung đó. Nó cắm đầu chú quýnh cái gối nữa đó là nó nằm luôn. Trời đất ơi, người ta la quá trời, nó mừng, nó dục, ghép dục đồ. Cái nghĩa là đổi kèm hết luôn à. Thế là thằng bạn chú nó nhảy lên nó ôm chú. Cái tay xỏ vô cái áo, họ đưa tay trời thắng con không nổi. Sụi lơ luôn. Nó rụi luôn nè. Người mình rã rời mà con. Thế chú nó mày kêu xin lỗi tao đi Philip. Nó tên Lê Philip, chú Lê Phương Hoàng. Lấy tên ổng là Lê Quảng Đại á. Tên ổng là Lê Quang Đại chú nè, Lê Philip nè, Lê Hoàng Hải nè, Lê Tây nè dòng họ Lê của ổng á. Cái thì chú lên xích lô chạy về nhà, về nhà bả. Nhưng thằng Philip nó chạy trước, nó đi cái xe gắn máy nó chạy trước. Nó chạy xong nó quay trở lại, nó kêu mày đi về nhà luôn đi, tối sao về. Tôi là bà xách cái cây, bà đứng ở trước chùa, bà chờ mày về bà đập mày. Mai là thắng rồi đó, tại không nghe lời bà. Bà có dạy mình đâu con. Chú quay xe lại, chú suy nghĩ. Bỏ luôn, chú trở về nhà. Con biết cái trận đành đòn đó hả? Chú nằm úp không? Cái lưng chú không biết bao nhiêu là chỗ gối. Ông già phải lấy ống tre đút vô miệng chú đổ sữa. Ngồi không nổi luôn mà. Chú tuổi suy nghĩ bỏ. Tại vì bà không dạy mình mà bà như vậy thì thôi. Chú bỏ luôn. Thì đùng cái là trời cũng khiến. Con nhà nghiệp võ mà. Thì báo chí đăng. Kích tâm xây. Ở bên Pháp về. 19 năm du lịch bên Pháp. Ê, bà già chú mới kêu chú. Bà nói. Kích tâm xây hồi xưa là lính Tây.
lính của ba hồi đó hồi nhỏ ổng cổng con. Con ra nói tức là sư phụ mới chạy ra ổng mới nói tên ông già này kia. Chứ là hai cha con ổng mới nhìn chú mới nhìn ổng là chú là người học trò đầu tiên của ổng á. Thì chú ở ổng thì trong đó có Hải Quỳnh, chú Hoàng Kiếm. Sau mới có Lê Phi, Hiệp Quỳnh, đó là có mấy anh em thôi đánh đài. Thì cứ tâm say mà tạo chú nổi tiếng luôn á. Ổng mới dạy chú bốc thái á. À, Việt Nam thì hồi đó không có bốc thái. Thiếu Lâm là mình quýnh như dẫn chơi thôi. Sao quýnh lợi mình? Cặp tay quýnh bốc mà chân đá như ngựa sao quýnh lợi? Chú nổi tiếng luôn. Từ đây chú quýnh tới miền Tây. Chú quýnh Mỹ Tho, Bến Tre. Chú quýnh dài xuống Long Xuyên. Chú quýnh Rạch Giá, chú quýnh Châu Đốc, chú quýnh hết đổ trở về. Chú quýnh tới miền Đông. Chú quýnh cho tới năm chú lấy bả là hết đường đi rồi. Chú quýnh Nha Trang. Đó là Minh Hoàng, con của thầy chú cũng ông dạy Quyền Anh chú đó, là Minh Cảnh đó. Minh Hoàng cho nước chú quýnh Nha Trang. Chú quýnh thành đô Nha Trang một hiệp bể đầu chú quýnh cái chỗ lật. Rồi ra tới trở về Ba Mươi Thuột. Chú quýnh Châu Long, chú đổ Quy Nhơn. Chú quýnh Hà Đông Sơn, chú kêu Hà Đông Sơn chú giải ngày đó, chú giải đó 34 tuổi. Nhưng mà ông không đánh chú, ông đường con chú Hà Đông Khôi đó. Chú quýnh ngay sân vận động Nguyễn Huệ. Đó, chú lấy huy chương đó. Huy chương vô địch liên tỉnh đó. Là năm 1971 hả chú? À, năm 71. Dạ. Ừ. Là từ năm 71 lúc đó cái trận ở ngoài Bình Định là chú dạy nghề luôn. Đâu còn đường nào đi nữa đâu. Dạ. Đâu còn địch thủ đâu. Thì từ năm 71 trở đi thì cuộc sống của chú như thế nào chú? Thì chú trở về là bắt đầu chú dạy. Dạ. Thì trong thời gian đó chú cũng dạy. Thì tới bây giờ thì mình lớn rồi thì chú giải nghệ tại chú giải mà chú đứng tổ chú giải rồi chú đánh trận này là trận cuối cùng trong đời chú rồi để thua nhục nhã con yêu. Nhưng mà sự thiệt là không còn, chú không có chạy địch thủ nào đâu, đúng mà đánh chú đánh tiền rất là nhiều tại vì chú tới cái tỉnh như chú đánh này nha, thành đô Nha Trang thì ít nó có tiếng à, chú muốn bao nhiêu thì ban tổ chức nó chịu. Nó chịu thì chú đánh. Như chú đánh thành đô Rạch Giá cũng vậy. Vì nó nổi tiếng là Rạch Giá à, chú đánh như Hà Trọng Khôi, Hà Trọng Sơn vậy. Chú nói trước à, năm đó mà chú đánh 25 ngàn. 25 ngàn là lớn lắm rồi con à, nếu chịu thì đánh. Thì ban tổ chức nó chịu à, chứ giờ nó có tiếng ở đó không ai đánh nó. Mà con đánh thì cứ kể như là con biết sân vận động Quy Nhơn mà không chỗ đứng mà con biết. Nhưng mà mỗi cái lần mà chú đánh quả đa như vậy thì về nhà vết thương trên người thì mình làm sao để mình phục hồi lại? Không có địch thủ nào quýnh dính chú đó. Dạ. Tại sao này kinh nghiệm mấy chục năm, mình đánh đài mấy chục năm, cái một cái nhất cái kinh nghiệm. Chú bước lên đài là chú nói trong đầu chú đã thắng địch thủ là 40-50%. Cái khôn rồi. Cái tâm lý là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà đứng trên võ đài thôi chú. À, khi chú bước lên này chú đã nói trong đầu chú thắng trên 40-50%. Dạ. Rồi nói thẳng ra chú có một cái ngày hồi xưa là ông Kích Tâm Say ông cho chú cái loại thuốc. Thuốc gia truyền. À. Chích đó. Dạ. Con khôn cái thứ nhất. Xa cơ con có thể lăn dây, mượn dây. Thấy không? Con thắng do trọng tài. Y như đá bóng rồi. Con do trọng tài, thắng thua cũng do trọng tài. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là con nhờ thuốc. Con mạnh. Thành ra con bước lên đài con thấy con thắng 40-50% rồi. Thành ra cái tư tưởng con vững chắc. Yeah. Mà trong bối cảnh trước năm 75 á, thì những cái người đi xem những cái trận đấu võ đài như vậy là người dân hay là lính Mỹ hay là dân người dân thôi dân à, thời đó chỉ có giải trí là màn ảnh nhỏ và đấu võ đài là hai món mà dân rất thích hả chú? À. Dạ. Nghe nhỏ này là dân quái lắm trời ơi coi không không chỗ đứng. Dạ. Nhất là còn là mấy cái tỉnh. Dạ. À. Con nghe chú là chú đã từng tiếp xúc với một số bốn đại thiên vương
bốn người mà giang hồ nổi tiếng trước Sài Gòn 75 á. Có thể cho con nghe câu chuyện đó như nào không? Đạt Ca Thay hay là Đại thì hồi đó nó thẳng là chú không biết nó. Hồi xưa thì cái lệnh của Nguyễn Đức Xích đó là tổng động viên, tức là bắt hết du đảng, dân giang hồ du đảng, con biết không, trộm cắp cúa giật gì móc túi móc tung bắt hết. Thì năm đó thì chú với nó còn nhỏ. Năm Đại Ca Thay thì sinh năm bao nhiêu chú? Nhỏ nó bằng chú. Bằng chú. Nó sinh gần trong 40. Dạ. Chú nó một sinh một năm bằng trùng năm á, chú 40 nó cũng 40. Dạ. Thì khi vô tù á, hồi xưa nó có một cái tàu chết thì nó loạn sàn ngầu, nhưng mà tụi tàu nó sống quy củ lắm. Nó sống cái dàn trên. Việt Nam mình thì loạn sàn ngầu. Thì chú ở bên mà gia đình thì chú Lê Hoàng Hải, Lê Tây, chú nằm ở góc này, thằng Đại thì nằm góc trên này, nó ba gà hai cồi ở chung hết, còn tàu thì mình không biết nó. Tàu là ở khu Chợ Lớn, nó còn Chợ, nó Đại Ca Thay là khu Sài Gòn, chú là với một số anh em là ở bên khu gia đình, là phân chia ra ba vùng, mấy vùng. Thì tối á, hồi đó đợi anh Lai, ông coi, tối anh ship ở đó tên anh Lai. Tối ông kêu đâu bốn cái giường rồi, cái làm cái võ đài, có nghe không? Hãy tàu nhảy lên, thằng nào thù với nhau cứ nhảy lên, nhiều không thù thì cũng đánh, nào có nghề quýnh mà. Thì thằng Đại nó nhảy lên, nhà nó đụng ngay thằng Bảy Bò Vô Côn. Thằng đó nó ngay nó mười người trà, nó đẹp trai lắm, nó khoái chú. Thì hồi đó thì nó ở Phu Côn, chú đánh dài đó, nó đòi gả em gái cho chú. Em gái nó đẹp lắm mà tại chú không biết ăn lóc, chú không biết tiếng trà, người ta không lấy được nó. Cái kia vô thì Đại nhảy lên, Đại thì bự con, nó cũng bự con, nhưng nghe tiếng Đại thì nhảy lên. Đại bay vô, Đại nó không có biết nghề, Đại nó bay vô, thằng Bảy Bò nó đập cho một cái rồi que, nó bỏ chân ngang nó đập một cái, chú ngồi dưới chú nghe, thằng Đại nó liền lắm, nhưng mà trúng cái đòn nó cao đảo, chú thấy tội, chú biết thằng Đại muốn lại cái đâu nó muốn chết à. Chú nhảy lên chú kêu thằng Đại mày xuống để tao, nó quýnh bài, nó gạt, nó sốc làm sao không biết, nó lấy cái xe nên nó về nó khóc với chú. Chú vô trước giờ chú nghĩ giang hồ, chú nói xin nó lại, con hiểu không? Ủa mà không ngờ nó dàn cảnh, nghe chú tới rồi nó dàn cảnh, nó dí nó chém chú, chém chú rồi một tay không, chú bị thương rồi chú mới chạy băng qua bên ra xe lửa, thì nhờ Hùng này thùng đô la cũng nhận nó thấy chú, nó cũng tưởng là nó thấy chú, nó thấy nó chạy Dương không có phải. Ủa nó mới dí nó, đệ tử nó hai ba thằng với nó dí chém lại, dí từ kia cứu chú. Cái kỳ đó đó. Băng kia băng nào chứ? Băng đó là băng của tụi mà. Kêu mà. Nó cũng có tiếng lắm. Để ngày chú nhớ tên, quá mấy chục năm mà. Tụi đó là vua, tụi đó vua nhảy ra xe lửa đó, nhảy tàu. Cái đám đó, đám đó ngoài cũng đồng thuê chém mướn đó, đám giữ đó. Thì chú nghĩ mình giang hồ, mình vô mình nói nó để mình biết nó gạt rồi, tụi nó chơi nó gạt, nó mánh mung cờ bạc rồi nó chơi điếm, thì chú nghĩ vậy. Bạn thằng nào không biết chú, không ngờ mẹ nó ham, nó tiếc cái xe, nên là lúc với chú tụi bay chơi, tụi bay hèn, người ta con gái rồi mà tụi bay dàn cảnh gạt lấy xe này kia, cái tụi nó càng ra rồi mà xúc bà tông nó dí nó cho em. Em chú à, em chú bị gạt. Em nuôi. Đi dí chém một mình chú cho chống đỡ năm chú thằng chú băng qua ra xe lửa thì đúng không nhờ thằng Hùng này ở trong đó nó mung ra, nó thấy chú nó kêu đụng cái trời ương nó minh chú, nó nhảy nó chém nó dậy dây chú mới thoát. Mình ta chú nói rồi cái ơn thằng Hùng đô la nó cứu tao, không có tụi nó chém chết tù sủ, đám sủ nhảy tàu nè. Thằng Sủ, thằng Hiếu với thằng Hiền Cao, bộ ba của nó là dân nhảy tàu, thằng Hiền Cao
nó cao hơn chú nữa, nó chém chú đầu tiên đó. Chú thoát được ra, nó đông quá, rồi chú mới chạy ra tới ngoài đường, chú thấy cái sập nó có mấy cây, chú đạp, chú lấy cái cây chú chống nở, nhưng mà sao lợt lùng này nó chém một cây mà chịu đâu nổi. Chú mới chạy băng qua xe lửa thì gặp Hùng, đám Hùng cao nó đang ngồi đó, nó chơi, nó thấy vậy nó nhảy, nó biết chú, nó lùi chạy vô bị chém ở bên, nó mới giãy dây cho chú mới thoát được đó. Sự việc nó xảy ra lâu rồi chú? Lâu rồi, năm nữa chú cũng nổi tiếng rồi nè, chú cũng khoảng hai mấy ba mấy tuổi rồi nữa. Trước là 75? Trước 75. Lúc đấy là băng đại ca thay bị tiêu diệt rồi chú? Chưa còn. Năm 75 hả? Trước 75 thì đại nó tới 66, đại nó 66 nó mới mất, nó mới chết. Ừ. Còn cái này trước thì cứ trước năm 66 nữa. Lâu rồi chú có gặp chú Hùng Đô La không? Lâu lắm rồi, dường như chú hỏi thăm ngoài chắc nó chết nó mất rồi. Từ chợ chú đi xuống, chú đi bộ, chú cũng hơi sai này, đi ngã qua ngã lại. Thì bên đây cái bà bán dịch, bên đây là cái chùa, nó có cái bóng đèn. Thì chú, nhưng mà chú ngại lắm, chú dồn thấy tự nhiên nó chớp nhán rồi đấy, chú nghĩ tên là chú đá rồi đấy. Nó chém chú bằng cây mã tấu, chân chú tét, bây giờ còn nó mất rồi, nó tét, ơi đây nó đang thằng nè. Chú đá một cái đụng, nó nhăn, nó bỏ nó chạy. Chú chạy là chú lụm, cẳng chú ra máu quá trời, cái chú chống gì đó, chú lời cái bà bán cháo á. Bà đang ăn đầu, bà lấy cục thuốc bà xỉa đó, bà đắp vô chú, bà xé cái áo thun của chú, bà cột lại. Hồi mà sáng chú kéo đệ tử xuống nó trốn hết, ông không có anh đâu, không có đền bà, không có anh đâu. Chú đủ mà tao có thù oán gì vậy đâu mà nữa, không biết cái gì mà nó canh ngay cây bồ đề nó chém chú. Nhờ cái phản xạ chú nhanh, chú thấy cái ánh sáng nó nhá một cây, chú nhảy ra rồi chú đá đại. Ồ mẹ, trúng cho mà thấu, mà trúng hơn là trúng trong, trúng ngoài chắc văng ngay chân rồi. Tôi bị máu tuôn luôn, cái mà bắn dịch bà thấy vậy, bà lên lại đây con, bà lấy cái cục thuốc rê bà đắp vô, bà xé cái áo chú, là áo thun chú, bà cột lại. Sáng rồi chú về, chú kéo đệ tử lại dây, không thấy đình ông, nó rụng tiếng đình ông, bất cứ nào trốn hết, tay đình mạng nó không có anh đâu. Sau này chú biết thằng đó, nhưng mà nó trốn không cho chú thấy biết mặt, không biết cái lý do gì mà chú như nó mà nó canh nó chém chú. Có một thời điểm mà chú Đại Ca Thay mà đến xâm chiếm cái lãnh địa của Mã Thổ Dậu ấy, thì là sao bị cái băng này đâm chém ra, phải Lâm Chính Ngón là giải cứu không chú? Vì thấy báo chí rất nhiều mà không biết cái chi tiết này có thật không? Thằng Lâm á thì nó rất là mạnh, thì không biết cái chốt chuyện nó hồi đó cái vụ nó chém không có chú, tụi nó kéo nhau thì chém không có chú. Cái lúc chơi trời bà chịu chú ở rồi, thì chú cũng nghe tụi nó nói lại, tụi không có thằng Lâm thì thằng Thế nó bị kẹt chứ không phải thằng Đại. Thằng Thế nó bị tụi nó dây trong đó, thằng Lâm nó bay vô nó cứu. Thành ra thằng Lâm nó đưa tay tụi nó chém, thằng Lâm đứt cái ngón tay đó. Đứt ngón tay thằng Lâm á, bởi tụi giờ kêu thằng Lâm chín ngón là thằng Lâm bị cái trận đó đó, cái trận bị chém đó đó. À thế là Lâm chín ngón này cứu Ba Thế chứ không phải cứu... Không phải, cứu thằng Đại, cứu thằng Thế, Thế dí tụi nó. Dí tụi nó vô lộn kẹt rồi, tụi nó đóng cửa sắt rồi, nên thằng Lâm nó nhào vô nó cứu. Nếu không có thằng Lâm làm thấy chết rồi, nên vì chỗ đó mà thằng Lâm bị tụi nó chém rớt con tay đó. À Lâm Chính Ngón à? Ờ, chứ không phải cứu Đại đâu, cứu Thế. Nhưng mà cái đợt đấy là đi chiếm lãnh địa hoặc đi ra đó ra tù dậu á, ra La Cai đó, chém nhau á. Rồi nên nó chém Tí Mà Nàm á, qua chém Tí Mà Nàm, Nàm chạy á. Nhưng mà tụi chém dữ nhất á là Xú Á. Thằng Xú Á này nó là đệ tử ruột ở Tí Mà Nàm, Nàm chạy.
thằng này là thằng nó kém người ta có tiếng luôn á. Thành ra cái đám này lọt vô gặp chú á, nó chặt á. Bên thằng Đại thì cũng có nhiều nhân vật như thằng Tư Mỏ Chùa, máy chém của Đại Ca Thay là Tư Mỏ Chùa. Hiếu Mọc Mâm thì cũng không có gì đâu, nhưng mà có sau này á, thằng Hùng Phóc á, mà nó về thằng Đại thằng nó cũng mạnh, thằng nó cũng được. Nhưng mà ngon nhất của thằng Đại là Tư Mỏ Chùa, giỏi võ lắm. Thằng nó cặn thằng con Đại, thằng nó đại xịt rồi nó quất á, không biết nó còn sống không chứ nó cũng thương chú lắm. Tư Mỏ Chùa, Tư Mỏ Chuột. Kêu Tư Mỏ Chuột. Ủa sao lại mỏ nhọn hay sao? Không biết nữa, nhưng mà cái tên nó Tư Mỏ Chuột. Tư Mỏ Chuột bằng tuổi chú không? Hay ít hơn? Nó nhỏ hơn, em mà. Nó như chú Hồng Anh mà. Thế sau ngày Đại Ca Thay mà bị đẩy ra Phú Quốc và bị giết ấy, thì Tư Mỏ Chuột có bị bắt theo không? Không. Tư Mỏ Chuột nó không ở bên Đại mà nó ở bên quận nhất á. Ở bên Đà Phát Nhân Hoa, nhưng mà nó ra nó ở gần Đại. Nhưng mà đi Phú Quốc thì không có nó. Đi Phú Quốc ơi, có chỉ có Lâm Chín Ngón nè, Ngải Súng nè, là đầu ba thầy trò đó, đệ tử đi luôn á, là ba thầy trò Đại với Ngải Súng với lại Lâm Chín Ngón. Sau ngày giải phóng chú có gặp Tư Mỏ Chuột không? Không. Sau này chú lớn thì chú tu luôn à. Chú tu hồi chú con nói con 31 tuổi á. Chú về dạy ngày nhỏ sống luôn, không có dính líu gì nữa. Cái việc hồi xưa mà mình gác kiếm giang hồ á, dễ không chú? Có bị làm khó làm dễ gì không? Không, mình không chơi nó thôi. Mình không chơi thì nó thấy mình xa thế thì nó sẽ trả thù không? Không dám không, nó cũng biết mình chú không? Nó cũng biết nó không ăn mình nổi. Nhưng mà mình không có dính líu gì nữa hết.